Bà Nguyễn Phương Hằng có bao nhiêu người chồng? Nguyễn Phương Hằng, tên khai sinh là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971, sang Canada định cư từ năm 16 tuổi. Bà Hằng sau đó đã kết hôn với một người chồng Hoa Kiều và có chung với ông một người con. Năm 23 tuổi, chồng bà qua đời và để lại cho bà cùng hai con của mình thừa kế tài sản trị giá 18 triệu USD. Sau đó, bà đã thanh lý hết tài sản và đưa con về Việt Nam lập nghiệp, tham gia kinh doanh bất động sản, trồng cao su và mở siêu thị thời trang. Năm 2006, bà kết hôn cùng một doanh nhân tên là Trần Văn Thìn. Tuy có cùng nhau một người con gái, nhưng hai người sau đó quyết định ly hôn vào năm 2007. Ngày 8 tháng 6 năm 2010, Nguyễn Phương Hằng tái giá cùng doanh nhân bất động sản Huỳnh Ý Dũng. Năm 2020, ông Dũng chính thức rút lui khỏi thương trường, nhường hết quyền điều hành công ty cổ phần Đại Nam cho bà Hằng.